Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên Ban chỉ đạo thành phố. Qua xét nghiệm sàng lọc hơn 35.000 lượt người, hôm nay Đà Nẵng ghi nhận thêm 202 ca mắc mới COVID-19, trong đó 93 ca đã được cách ly tập trung, 43 ca cách ly tại nhà, 55 ca trong khu phong tỏa và 11 ca chưa được cách ly. Sau quận Sơn Trà, thì hiện nay các điểm nóng mới là Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Hôm nay, ba địa phương này ghi nhận tổng cộng 171 ca mắc COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, nguy cơ dịch từ các kiệt hẻm hiện rất đáng lo ngại. Mặc dù đã cách ly y tế, nhưng người dân chủ quan vẫn giao lưu, tiếp xúc với nhau, không đảm bảo cách ly, nên đã phát sinh nhiều ca mắc hôm nay, đặc biệt tại tuyến đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê. Rất khó bởi vì cái kiệt hẻm nó quá nhỏ, mà nó dài nữa. Nhà dân thì xi xích, song sắt nhau. Quận Thanh Khê thì cũng hôm nay cũng tiến hành là lắp đặt một số camera. Hải Châu cũng sáng hôm nay cũng đã triển khai lắp đặt camera. Nếu mà cái tình hình này chúng ta không kiểm soát tại những cái kiệt hẻm nào, thì cái nguy cơ dù là phong tỏa nhưng mà thật sự ra là không phong tỏa. Nguy cơ nó rất là cao nếu mà. Và trong này thì nó có những cái đường xương cá, hẻm xương cá ra này nữa. Tại cuộc họp, ngành y tế cho rằng qua giám sát tại một số khu cách ly y tế tại quận Thanh Khê có nguy cơ rất cao bởi người dân giao lưu nhiều và không hề đeo khẩu trang. Thậm chí, người từ bên ngoài vẫn dễ dàng đi vào khu vực phong tỏa. Tình trạng lỏng ngoài và lỏng cả bên trong như hiện nay phải nhanh chóng được khắc phục triệt để. Đồng thời, cần thực hiện phong tỏa trong phong tỏa đối với khu vực nguy cơ rất cao bên trong, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm để răn đe. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý, tình hình lây nhiễm dịch tại các kiệt hẻm rất phức tạp, vì vậy phải tập trung kiểm soát chặt chẽ. Bởi qua kiểm tra tại Thanh Khê, nhất là ở phường Tam Thuận cho thấy, địa bàn khá phức tạp, phải có biện pháp phù hợp. Chiều nay tôi vừa đi kiểm tra, thì tôi đề nghị là phải chia nhỏ ra, cùng ở trong một cái khu vực lớn như vậy, thì phải chia nhỏ các cái khu vực ra và lập các cái chốt trong cái địa bàn các cái khu đó. Cái việc thứ hai là cái việc tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm, nhất là cái việc áp dụng cái xét nghiệm nhanh để phát hiện sớm các cái ca F0. Bí thư Thành ủy yêu cầu tăng cường lực lượng để chốt kiểm soát, đồng thời nỗ lực ngăn chặn dịch lan rộng ngay trong khu phong tỏa. Với một cái phạm vi rộng như hiện nay ở Tam Thuận cũng như là Vĩnh Trung, thì đòi hỏi phải tăng cường lực lượng. Thì tôi đề nghị thứ nhất là công an thành phố có cái quan tâm chỉ đạo để bố trí tăng cường thêm cái lực lượng về tuần tra kiểm soát ở các cái khu vực này. Đồng thời, ngay ngày mai là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ đưa lực lượng xuống dưới này, và tôi đề nghị quận sẽ bố trí cái việc tổ chức lực lượng chốt. Tôi nhắc lại là chốt thật là nhỏ lại và thực hiện cái việc tuần tra xử lý kiểm soát ở đây. Bí thư Thành ủy cũng thống nhất các đề xuất của CDC Đà Nẵng và đề nghị hướng dẫn cụ thể cho các địa phương để quản lý các vùng cách ly y tế như việc nới rộng khu vực phong tỏa để bao quát hết khu vực có nguy cơ, bố trí lực lượng túc trực các chốt đảm bảo nội bất xuất, ngoài bất nhập, không đưa hàng hóa từ khu phong tỏa ra ngoài. Đồng thời, thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định cách ly. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế phải có biện pháp cụ thể để hướng dẫn quản lý các trường hợp F1 đã hoàn thành 14 ngày cách ly và tiến hành xét nghiệm thêm, bởi đã có một số trường hợp sau cách ly về nhà mới dương tính.